như tôi đã trao đổi với các bạn thì cái thao tác mà chúng ta phải làm nhiều nhất ở trong Photoshop đó là thao tác chọn. Đấy, bất kể chúng ta làm cái gì thì trước khi mà chúng ta thao tác, chúng ta cần phải chọn cái vùng mà chúng ta muốn thao tác đã. Do đó thì cái việc mà lựa chọn sẽ là một kỹ năng gần như là bắt buộc, và nó cần phải rất là hoàn hảo, rất là nhanh, rất là chính xác trước khi mà chúng ta làm bất cứ thao tác gì thêm. Thế thì chúng ta đã biết cách chọn bằng ba cái nhóm công cụ chọn Macy, Lasso, Magic Wand. Đồng thời vừa nãy là chúng ta đặt ngược vấn đề là khi một cái hình mà nó quá phức tạp thì thay vì việc mà chọn hình, chúng ta sẽ xóa cái nền đi để giữ lại cái hình bằng cái nhóm công cụ tẩy. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp với các bạn một cái phương pháp khác để chúng ta tạo các mục chọn. Đó là chúng ta sử dụng công cụ pen. Chúng ta sẽ vẽ ra các đường path, và từ các đường path đó thì chúng ta sẽ biến đổi nó thành vùng chọn để sử dụng. Thế thì nó sẽ khác cái gì so với lại cái phương pháp mà chúng ta vẫn sử dụng trước đó với các công cụ tạo vùng chọn hoặc là công cụ tẩy? Công cụ tẩy nó rất là mạnh, tuy nhiên là bây giờ chúng ta đang nói về một công cụ nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những vùng chọn mà nó có cái tính chất chính xác, mềm mại, uyển chuyển. Và cái thao tác chọn lựa này nó sẽ dễ dàng cho chúng ta ở góc độ là vừa tạo cái đường path, vừa điều chỉnh, vừa làm cho nó trở nên rất là chính xác. Thế thì để sử dụng cái phương pháp này thì chúng ta sẽ chọn công cụ pen. Công cụ này thì có hình cái ngòi bút. Sau khi mà chúng ta chọn công cụ thì chúng ta nhìn lên trên thanh option. Ở cái trường khu vực này thì chúng ta sẽ có mấy cái tùy chọn là sharp hoặc là path. Thì các bạn hãy chọn cho tôi cái chế độ là path để nó vẽ ra đường path. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa công cụ này vào bên trong này, chúng ta vẽ ra cái đường path mong muốn. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta nói về cái việc vẽ và điều chỉnh làm sao cho chính xác thì chúng ta cũng sẽ thử nghiệm, chúng ta sẽ giới thiệu về hai cái loại path cơ bản đã. Path của chúng ta vẽ ra thì có hai dạng, một là path thẳng và hai là path cong. Thế thì trước khi mà vẽ một cái đường mang tính chính xác thì chúng ta phải biết cách vẽ một path thẳng như thế nào và một path cong như thế nào đã. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ path thẳng. Chọn công cụ pen, thiết lập chế độ path, sau đó thì chúng ta nhấp chuột để tạo ra một cái điểm điều khiển hay gọi là điểm neo đầu tiên. Thì các bạn nhìn thấy là có một cái hình vuông màu đen nhỏ nhỏ được đặt vào trong cái cửa sổ làm việc của chúng ta. Đấy là cái điểm neo hoặc là cái điểm điều khiển đầu tiên. Sau đó chúng ta nhả chuột ra và chúng ta đưa chuột tới vị trí mới. Ở vị trí mới chúng ta kích chuột rồi chúng ta lại nhả ra. Thì chúng ta thấy lại có một cái điểm neo hình vuông thứ hai được tạo. Và giữa điểm neo thứ nhất và điểm neo thứ hai được tự động nối vào với nhau bằng một cái đoạn mảnh như thế này. Đoạn thẳng mảnh như thế này. Thì đấy chính là đường path mà chúng ta đề cập tới. Và đây là cái dạng path thẳng, có nghĩa là thao tác rất là đơn giản, kích chuột rồi nhả, kích chuột rồi nhả, nó sẽ tự động nối giữa các cái điểm neo được tạo bằng các đoạn thẳng. Và bằng cách như thế chúng ta có thể tạo ra được nhiều đoạn thẳng khác nhau, hay là chúng ta có nhiều đoạn path thẳng khác nhau. Đây là một cái path hở. Thế còn nếu như mà chúng ta khép kín nó lại bằng cách là bấm một lần nữa vào cái điểm khởi đầu để tạo thành một cái vùng khép kín như thế này, thì chúng ta có một cái path gọi là path kín. Thì tạo ra những cái đoạn path thẳng thì thao tác vô cùng dễ như thế thôi. Và để điều chỉnh, để làm việc với các path này thì chúng ta sẽ mở cái cửa sổ path ra. Thường thì cái cửa sổ này nó sẽ nằm cùng với nhóm, với layer và channel. Đấy, tên của nó là path. Và các bạn cũng nhìn thấy có một cái thumbnail, một cái hình thu nhỏ của cái hình path mà chúng ta vừa vẽ ra. Trong đó nó phân ra làm hai phần, một phần là màu xám và một phần là màu trắng. Đấy, thì đây chính là cái path mà chúng ta vừa tạo ra. Để hiện cái path lên thì chúng ta sẽ bấm chọn nó. Còn bấm ra khu vực bên ngoài ở trong cửa sổ path này thì nó sẽ giấu path đi. Cái path này thì nó có hiện lên hay không hiện lên nó cũng không hề ảnh hưởng gì tới cái ảnh ở bên giữa của chúng ta cả, trừ phi chúng ta biến nó thành vùng chọn và chúng ta thao tác nó. Để xóa một path đi thì chúng ta kéo thả nó vào trong thùng rác.
Thì đấy là thao tác tạo ra một pháp và chúng ta có thể là xóa bỏ. Bây giờ chúng ta thử nghiệm tiếp sang cái phương án thứ hai là chúng ta tạo một cái đoạn path cong. Để tạo một cái path cong thì chúng ta sẽ thao tác như sau. Nhấp chuột lần thứ nhất để chúng ta tạo ra cái điểm neo đầu tiên. Thì thao tác này cũng giống như là vừa nãy chúng ta làm thôi. Chúng ta đưa tiếp sang vị trí thứ hai. Ở vị trí thứ hai cũng nhấp chuột nhưng đừng nhả ra nhé. Thì chúng ta sẽ tạo ra cái điểm neo thứ hai. Và giữa điểm neo thứ nhất và điểm neo thứ hai nó cũng được tự động nối vào với nhau bằng một đoạn thẳng như thế này. Thế đến đây thì các bạn sẽ bảo là có khác gì path thẳng đâu. Nhưng sự khác biệt nó đến từ cái thao tác sau đấy. Vẫn giữ phím chuột và lúc này chúng ta sẽ kéo chuột dê đi. Thì các bạn sẽ thấy xuất hiện hai cái tay đòn phụ ở hai bên. Hai tay đòn này liên quan tới nhau, tương tác với nhau ngược chiều thông qua cái điểm neo. Và nó hoạt động giống như một cái bập bênh. Bây giờ nếu mà tôi vẫn giữ chuột và tôi nhắc cao một đầu tay đòn phụ bên này lên thì tay đòn phụ bên kia sẽ hạ xuống. Còn nếu mà tôi hạ cái đầu tay đòn bên này xuống thì tay đòn bên kia sẽ được nâng cao lên, giống như một cái bập bênh. Đồng thời nó tương tác ngược chiều với nhau. Khi tôi thu ngắn cái tay đòn bên phải lại thì cái tay đòn bên trái cũng thu ngắn tương ứng bằng đúng như thế, theo chiều ngược lại. Tôi kéo cái tay đòn phụ bên phải dài ra bao nhiêu thì tay đòn phụ bên trái nó cũng sẽ được kéo dài ra bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Thế thì hai cái tay đòn phụ này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề gì? Nó giúp chúng ta giải quyết hai thứ. Một là điều khiển độ cong của cái đoạn đang vẽ. Các bạn để ý, độ cong này nó sẽ tương ứng với lại cái độ dài của tay đòn. Tay đòn càng dài thì cái đoạn mà nối giữa điểm thứ nhất và điểm thứ hai này càng được kéo cong ra, cong nhiều hơn. Còn nếu mà tôi giảm cái độ dài tay đòn thì cái đoạn này nó sẽ trở nên ít cong đi. Vấn đề thứ hai là nó đảo chiều của đoạn cong. Đoạn cong bây giờ đang cong từ dưới cong lên trên. Đó. Nếu mà bây giờ tôi đảo chiều của cái tay đòn này thì tôi có thể ép cái đoạn cong nó cong võng xuống dưới. Như vậy là tay đòn này giúp chúng ta giải quyết hai vấn đề. Một, độ cong. Và hai là chiều cong. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta di dịch một tay đòn thì tay đòn bên kia cũng di dịch theo. Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng cần hai tay đòn này tương tác hoàn toàn với nhau. Có những lúc tôi muốn là điều khiển riêng một bên tay đòn mà không ảnh hưởng tới tay đòn bên kia. Vì sao? Nếu như tay đòn bên này lúc nào cũng dài thì cái đoạn tiếp theo mà vẽ ra nó cũng sẽ cong nhiều như là cái đoạn đã vẽ. Mà trong khi có thể là cái đoạn tiếp theo tôi muốn nó cong ít hơn hoặc là cong theo chiều khác. Thế muốn tách giữa hai tay đòn hai bên này ra thì tôi sẽ nhấn phím An. Khi tôi nhấn giữ phím An thì tôi có thể bẻ cái tay đòn bên này theo một cái chiều hướng khác. Tôi có thể kéo dài hoặc là thu ngắn tay đòn lại mà không tác động tới cái tay đòn cùng với lại cái đoạn cong mà nó đã hình thành ở bên phía bên trái. Bằng việc thu ngắn hoặc là kéo dài tay đòn hoặc là chuyển hướng thì cái đoạn mà tôi vẽ tiếp theo nó có thể là cong theo một cách khác. Cứ thế vẽ và kéo. Lúc nào cần tương tác thì giữ nguyên, còn lúc nào mà không cần tương tác nhấn An để bẻ hướng của cái tay đòn thì chúng ta có thể là vẽ ra những cái đoạn cong theo ý của chúng ta. Thế đến đây chúng ta sẽ thử áp dụng nó với lại một cái hình. Tôi sẽ lấy cái hình cụ thể ở đây là hình cái con vịt này. Các bạn sẽ thấy là gì ạ? Hình này nếu như mà tôi sử dụng các công cụ đã cho để mà xóa bỏ cái nền đi hoặc là tôi chọn cái con vịt thì rất là dễ, đúng không ạ? Tại vì màu sắc rồi thì độ tương phản rồi sự rõ ràng ở đây nó rất là tốt. Tuy nhiên là cái con vịt này được chọn để mà minh họa cho cái việc vẽ một cái path. Tại vì là nó có rất là nhiều đường cong và các chiều cong tương đối là phức tạp. Bây giờ chúng ta sẽ làm thao tác vẽ thử một cái path để chọn lấy cái chu vi của con vịt này. Thì thao tác vẽ chúng ta sẽ làm như sau. Để mà vẽ một đoạn cong thì chúng ta cần xác định hai thứ. Một là điểm đầu và điểm cuối của đoạn cong. Đấy. Hai là cái điểm đặt như thế nào cho nó phù hợp. Thì một cái đoạn cong chúng ta sẽ bấm điểm đầu tiên. Thường là gì? Nó sẽ là điểm gãy
Điểm gãy là sao? Điểm gãy là khi mà đang cong theo chiều này rồi nó lại chuyển sang chiều khác, thì đấy là điểm gãy. Đấy. Thì chúng ta sẽ bấm vào, ví dụ của em đây, đặt xong điểm neo đầu tiên. Sau đó thì tôi sẽ áng chừng xem cái đoạn cong này nó cong như thế nào, và tôi sẽ bấm tiếp điểm thứ hai. Sau khi bấm xong điểm thứ hai thì tôi sẽ bắt đầu kéo để điều chỉnh độ cong. Tôi có thể thu ngắn hoặc là kéo dài, đồng thời tôi sẽ lúc lắc lên xuống một tí để cho cái đoạn mà vẽ ra nó sẽ ép vào, sát vào trong cái đường chu vi, cái biên của đối tượng. Sau khi vẽ đến đây, tôi ép được một đoạn vào sát cái hình của con vịt rồi, thì tôi sẽ nhấn an để tách hai cái tay đòn này ra. Vì sao? Vì cái đoạn cong theo chiều tiếp theo nó không cong cùng hướng hoàn toàn với cái đoạn trước, và cái đoạn mà tôi vẽ tiếp theo thì nó không dài như thế. Do đó thì tôi vừa điều chỉnh cái hướng của cái tay đòn, vừa điều chỉnh độ dài của nó để áng chừng xem là tôi vẽ đoạn tiếp theo làm sao cho nó vừa. Và bây giờ tôi vẽ đến điểm tiếp theo, kéo tiếp tay đòn, đồng thời lúc lắc lên xuống một chút để cho nó khớp vào, vừa ra giảm độ dài, vừa lúc lắc lên xuống một chút cho nó khớp. Sau khi mà khớp rồi thì tôi sẽ nhấn an, tôi bẻ tiếp chiều để tôi tính toán tiếp đoạn tiếp theo. Đoạn này nếu như nó cong đều thì tôi chỉ cần bấm vào đây, nhưng nếu mà nó cong không đều lắm thì tôi sẽ bấm vào giữa cái đoạn này thôi để tôi kéo khẽ một chút. Đấy, đến đây tôi khớp rồi và tôi vẽ tiếp đoạn tiếp theo. Đến đây thì ok, nhưng mà đoạn tiếp theo của con vịt nó sẽ lại vặn ngược chiều, vậy tôi lại phải nhấn an, tôi đảo chiều để tôi vẽ tiếp ra phần đuôi và lưng của nó. Và tương tự như vậy, tôi vẽ lên đây thôi, điều chỉnh lúc lắc lên xuống một tí, điều chỉnh ngắn dài để cho nó khớp vào. Sau khi mà khớp rồi thì tôi có thể dừng vẽ và tôi có thể là bấm tiếp sang điểm khác. Nếu như mà trong trường hợp mà các bạn thấy là cái điểm neo đặt chưa khớp, chưa được tốt lắm, các bạn có thể nhấn phím cách. Khi các bạn nhấn phím cách thì các bạn có thể là gì đấy ạ, di dịch cả cái điểm neo này để các bạn đặt nó vào vị trí thích hợp hơn. Đấy, sau khi thích hợp rồi các bạn nhả phím tách ra và các bạn có thể là nhả chuột. Lúc này chúng ta lại vẽ tiếp sang các cái điểm khác. Thao tác này thì nó không quá phức tạp, nhưng nó cũng đòi hỏi một cái quá trình rèn luyện tương đối đủ để chúng ta xác định được cái đoạn cong nhiều cong ít đấy, và cái độ phức tạp của nó. Thế thì chúng ta sẽ thu ngắn hoặc là kéo dài và điều khiển hướng của cái đoạn tay đòn tiếp theo làm sao để cho vẽ một cái là khớp luôn, không phải điều chỉnh nhiều nữa. Khi ấn nút A thì không có nhả chuột không? Không, chuột vẫn phải giữ. Thì đến lúc kết thúc vẽ thì mình giữ chuột. Không, đây này, đây nhá, dừng này, an nhá, thu nhá, thì chuột vẫn giữ nhá. Đấy, đến lúc mà các bạn nhả an ra rồi, nhả an ra rồi thì các bạn lại làm sao đây ạ? Đây, nhá, co nhá, co duỗi nhá. Đến lúc co duỗi đến đây, được rồi, tôi nhả chuột ra và tôi nhả an ra, lúc đấy lại vẽ tiếp được đoạn mới. Cái lúc mà đang giữ an thì không được phép nhả chuột. Đấy. Thế thì các đường kia nó không liền nhau. Không, đường nào mà chả liền. Liền mạch đấy chứ. Kể cả vẽ xong đến đây rồi mà tôi muốn điều chỉnh thêm một tí tẹo thì tôi vẫn nhấn chuột giữ an. Đây, xong rồi nhá, nhả hết ra rồi nhá, đúng không? Cả tại hai tay tôi đều buông chuột lẫn buông phím ra này. Bây giờ tôi lại nhấn an này, tôi điều chỉnh lại cái này. Đấy, để cho nó ngắn lại, tại vì cái đoạn này tôi vẽ sẽ rất ngắn thôi. Ví dụ đến đây mà lại cảm thấy là không hài lòng, đúng không? Nó hơi bị tô, nó hơi bị vòng ra ngoài quá, thì tôi lại nhấn an, tôi thu cái thằng này lại. Cái điểm hay của cái công cụ này ấy, là đang vẽ dở chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được. Đấy. Các công cụ trước là gì? Hầu như là buông chuột ra một cái là nó kết thúc luôn. Nhưng ở đây chúng ta có thể là cứ thư thả vừa vẽ vừa chỉnh. Cho nên là đây là một cái phương pháp mà nó vẽ nó chuẩn hơn. Tại vì cho phép chúng ta chỉnh nhiều. Và đồng thời là khi mà chúng ta vẽ được các cái đoạn mà dài và cong ấy, thì cái đường cong nó sẽ mềm mại hơn.
các bạn đừng vẽ quá nhiều điểm, quá dày, mà vẽ đủ thì thôi. Đấy, thì cái đường cong của chúng ta nó sẽ đỡ bị tình trạng là gãy. Này, bây giờ tôi vẽ tiếp đoạn tiếp theo. Nhấn an, thu bớt lại tại vì đoạn này nó hơi ngắn hơn. Bấm tiếp. Nhấn an, bẻ chiều vì bây giờ chúng ta sẽ vẽ đường cong lên trên cái mỏ. Bấm tiếp một điểm nữa. Kéo. Bấm an, bẻ chiều vì lại tiếp tục lại có một sự đảo chiều lần nữa. Lần này thì cái đường cong này nó hơi phức tạp cho nên chúng ta không thể nối ngay lập tức vào đây mà nên vẽ vào một điểm giữa này thôi. Tiếp tục nhấp và kéo khẽ cho tới khúc mà nó khớp vào. Đến đây thì tôi đã có được một cái đường vát bám rất là sát vào cái con vịt này. Và đến lúc mà tôi vẽ xong được đến đây rồi thì tôi có thể làm cái gì? Dùng luôn đường vát được không? Cũng được. Đây các bạn quan sát, có hai cách: dùng ngay đường vát này, và thứ hai là biến đổi nó sang thành nhà vùng trọ. Tuy nhiên vát thì nó sẽ có một điểm yếu hơn so với lại cái vùng trọ là gì? Đường vát nó rất là sắc nét, nó rất là rõ ràng. Do đó nếu chúng ta dùng luôn đường vát này thay cho vùng trọ thì nó sẽ không có cái biên mềm giống như là chúng ta gán feather cho vùng trọ. Đây, tôi có thể chuột phải vào cái vùng vát này. Đây này, các bạn quan sát lên đây nha. Chuột phải vào đây. Tôi có thể chọn lệnh fin path. Đấy nha, chuột phải này, fin path này. Cái bảng thoại nó hiện lên cũng giống như lệnh fin mà hôm trước chúng ta đã nói. Tuy nhiên nó bổ sung thêm một cái chữ path vào đây chứ không phải chữ fin không. Và tôi có thể chọn một cái màu bất kỳ tôi tô vào đây. Ví dụ tô như thế này. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là nó tô đúng theo đường path, cũng không khác gì vùng chọn. Nhưng yêu cầu nó có một cái biên mềm giống như là một cái vùng chọn mà đã gán feather thì không có. Tại vì đây chúng ta không có vùng chọn. Do đó nếu mà chúng ta cần một cái vùng chọn thì chúng ta sẽ thao tác bằng một trong những cách sau đây. Một là vẫn giữ cái đường path này đang hiển thị. Chúng ta nhấn Ctrl và Enter. Nó sẽ convert cái path đó sang thành vùng chọn cho chúng ta. Đấy là cách thứ nhất nha. Cách thứ hai là vẫn giữ cái vùng path này hiển thị. Chúng ta giữ phím Ctrl và chúng ta kích chuột vào trong cái thumbnail, cái hình thu nhỏ của cái path này, thì chúng ta sẽ convert nó sang thành vùng chọn. Đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba là các bạn chuột phải vào đây và các bạn chọn lệnh gì đây ạ? Make selection ở trong cái bảng thoại vừa hiện ra. Nó sẽ hiện ra thêm một cái hộp thoại nữa cho phép chúng ta gán luôn cái feather, cái vùng ảnh hưởng vào đấy. Bình thường thì nó sẽ để là không, không gán vùng chọn, không gán feather, không gắn vùng ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn, các bạn có thể gõ luôn cái tham số vào đây thì nó sẽ gắn cái vùng feather luôn. Thế còn trường hợp nữa đó là vẫn giữ cái đường này hiển thị, các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng thứ ba từ bên trái sang cho tôi ở dưới đáy của hộp thoại. Nó có tên là load path as a selection, tải cái đường path này như là một cái vùng chọn, và biểu tượng của nó là một cái vùng vòng tròn được vẽ bằng các đường đứt đoạn. Các bạn bấm vào đây thì cái đường path nó cũng sẽ được convert sang thành vùng chọn. Và khi có vùng chọn rồi thì các bạn có thể làm việc với lại cái vùng chọn vừa được tạo bằng path đó, không khác gì các cái cách làm việc với vùng path trước đó, cái vùng chọn trước đó. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng nói thêm một cái vấn đề là path nó vẽ rất là tốt, vẽ rất là chính xác nếu như chúng ta làm chủ thao tác rồi. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng nhăm nhăm chúng ta dùng path. Những cái gì mà tiện dùng bằng công cụ khác thì chúng ta vẫn dùng. Đấy, chỉ những cái trường hợp mà đòi hỏi đường vùng chọn nó phức tạp, nó đòi hỏi phải thật là mượt mà, thật là chính xác thì lúc đó hãy dùng path. Thế còn path nó có một cái điểm lợi hơn so với lại chúng ta dùng vùng chọn là gì? Một vùng chọn nếu như mà chúng ta muốn lưu nó lại ấy, thì chúng ta sẽ phải thực hiện thao tác như sau. Có vùng chọn, chúng ta vào select, chúng ta vào shape selection để chúng ta lưu cái vùng chọn lại. Thao tác này hôm trước tôi đã nói rồi đúng không ạ, trong cái phần mà
chúng ta sử dụng lệnh containerway scale, chúng ta lưu cái vùng bảo vệ lại, đúng không? Thì hôm trước là chúng ta đã nói rồi. Vậy thì khi tôi muốn tạo một vùng chọn và tôi lưu nó lại thì cứ có vùng chọn muốn lưu thì phải lưu. Đấy. Ví dụ vùng chọn vừa rồi là tôi tạo ra là chọn toàn bộ con vịt. Bây giờ đặt lại vấn đề là tôi muốn tô, nhưng mà tôi muốn tô vào cái phần màu vàng của con vịt thôi, không liên quan gì đến mỏ, không liên quan gì đến mắt. Vậy thì tôi sẽ phải tạo ra các vùng chọn mà chọn lựa được cái mỏ này, chọn lựa được cái mắt này để tôi tách riêng nó ra. Thế còn trong cái quá trình mà chúng ta tạo bằng phát này thì tôi cũng bổ sung thêm mấy cái như sau. Thứ nhất là trong trường hợp mà các bạn là tạo một cái điểm neo mà nó chưa phù hợp đấy, thì có thể là chúng ta sẽ không vẽ được một cái đoạn nó hợp lý, nó khớp ngay vào cái đoạn mà chúng ta cần. Thế trường hợp này thì chúng ta cần phải thêm một cái điểm neo mới để chúng ta điều khiển. Đây, ví dụ từ điểm này tôi vẽ đến đây, từ đây đến đây thì nó đang không tính toán không được hợp lý và nó đang bị cái tình trạng là không khớp hoàn toàn. Vậy thì tôi sẽ phải bổ sung một cái đoạn vào giữa để tôi điều chỉnh cho nó khớp hơn. Thì để điều chỉnh thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ ngoài bút cộng này, bấm vào cái path tại cái điểm tôi muốn, nó sẽ tạo ra cho tôi một cái điểm neo mới. Và bằng cách thêm một cái điểm neo mới này thì tôi có thể là gia giảm được cái độ cong của cái đoạn mà vừa làm. Thế còn nếu mà chỗ nào thừa thì tôi lại sử dụng cái công cụ gì đấy ạ? Delete, tức là cái ngòi bút có dấu trừ. Tôi bấm vào cái điểm nào mà tôi muốn trừ bỏ đi thì nó sẽ xóa bỏ bớt cái điểm neo của nó đi. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một công cụ nữa, đó là công cụ Convert Point Tool. Công cụ Convert Point Tool này nó sẽ giúp tôi giải quyết là gì ạ? Chuyển qua chuyển lại giữa hai cái dạng nút điều khiển hay là điểm neo, điểm neo thẳng và điểm neo cong. Khi đang có một điểm neo cong mà tôi kích chuột vào một cái thì nó sẽ chuyển sang thành neo thẳng, và ngược lại nếu đang là neo thẳng tôi kích chuột và tôi kéo một cái thì nó lại chuyển lại thành cái điểm neo cong. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm hai công cụ nữa liên quan tới cái path này, đó là công cụ Path Selection. Công cụ này có hình mũi tên màu đen, và khi tôi chọn vào một cái đường path thì nó sẽ hiển thị đường path này, cho phép tôi có thể là bấm chọn nó và tôi di dịch, tôi di chuyển nó, hoặc là tôi chọn những cái lệnh mà xóa này, hoặc là lệnh transform chẳng hạn, để co duỗi to nhỏ nó. Thế còn nếu mà tôi muốn điều chỉnh riêng một cái đoạn nào đó thì tôi sẽ chọn cái mũi tên trắng, đó là Direct Selection. Bằng cách bấm vào cái đường path này, nó sẽ hiển thị lên các điểm điều khiển, và khi tôi bấm vào một điểm neo cụ thể thì nó sẽ cho phép tôi bấm vào và di dịch các cái tay đoạn phụ này. Đấy. Sau khi mà chúng ta điều chỉnh xong rồi, chúng ta vẽ xong thêm một path rồi, tôi có thể biến nó thành vùng chọn, đúng không? Và tôi lại lưu. Ví dụ thế, tôi muốn lưu bất cứ vùng chọn nào thì tôi cũng phải làm thêm một cái thao tác là Shape Selection. Ví dụ tôi đặt tên đây là mỏ chẳng hạn. Ok, thế bây giờ nếu như mà chúng ta muốn tô màu cái con vịt này mà lại không tô vào cái mỏ chẳng hạn, tôi sẽ phải làm như sau: Select Load Selection để tải vùng chọn lên. Tôi chọn alpha 1 là toàn bộ con vịt. Ok, bây giờ muốn trừ bớt cái mỏ thì tôi lại vào Select, vào Load Selection. Tôi chọn tiếp chế độ mỏ,
Và đồng thời tôi sẽ phải chọn cái chế độ là trừ bớt đi, là subtract from selection, cũng giống như là chúng ta vẽ một vùng chọn và chúng ta giữ an ấy, giao nhau giữa các vùng chọn nó sẽ cắt bớt đi, thì tôi sẽ trừ bớt được cái mỏ này ra. Lúc này tôi tô vào thì nó sẽ trừ cái mỏ. Tuy nhiên cái cách thức như thế này thì nó sẽ mất nhiều thời gian đấy, và tôi sẽ làm cái thao tác nó sẽ khác đi một tí. Đây các bạn sẽ để ý nha. Đây, ví dụ tôi có một cái con vịt này rồi, vẽ đường path rồi, thì bây giờ tôi sẽ tạo một trang giấy trắng mới, tức là tạo ra một path mới. Tôi sẽ vẽ một cái đường path mới liên quan tới cái mỏ. Đây các bạn để ý. Tức là chúng ta sẽ vẽ nhiều path và mỗi path sẽ cho phép chúng ta chọn lựa một cái đối tượng nào đó, một cái chi tiết nào đó. Và cái đường path này thì nó tiện hơn là vẽ xong là xong. Chúng ta sẽ không phải mất công nhấn cái thao tác là shape selection như là làm việc với vùng chọn. Đây, đây là cái mỏ nhá. Tôi vẽ xong một cái này, tôi lại tạo thêm một path mới nữa này, và bây giờ tôi vẽ liên quan tới cái mắt. Đây ví dụ đây là một mắt này, mắt thứ hai này. Ví dụ như thế. Thế bây giờ tôi có 3 vùng. Một vùng là vẽ chọn toàn bộ con vịt này, một vùng là vẽ hai cái mắt này, một vùng là vẽ cái mỏ này. Ví dụ như là tôi lưu cái mỏ nhé. Ví dụ đây, lưu cái mỏ này, select này, shape selection này, mỏ, ok. Đấy là mỏ nhé. Bây giờ tôi tải hai cái mắt lên, tôi vào shape, shape selection. Bây giờ tôi đặt tên là mắt. Thế ví dụ như là tôi muốn tô này, chúng ta xem quan sát nhé. Select, load selection. Đầu tiên là tôi phải alpha 1, chính là toàn bộ con vịt này. Sau đó tôi muốn trừ đi bớt cái mỏ, tôi lại vào select, load selection, mỏ, subtract. Ok, vậy là nó trừ cái mỏ ra. Sau đó tôi lại vào select, load selection, lại chọn gì đây, mắt, cũng lại đánh dấu subtract để trừ bớt đi, thì nó lại trừ bớt cho tôi cái mắt đi. Và bây giờ khi mà tôi muốn tô vào cái con vịt này, đúng không? Đây, tôi sẽ xử lý bằng cách là vào Edit Fill. Ví dụ tôi muốn tô cho nó màu đỏ hoặc là một màu đỏ, chọn Color đi, con vịt màu tím đi, ví dụ thế. Ok, chọn chế độ là Color để tô màu vào nhưng mà nó vẫn giữ được cái đậm nhạt ở dưới, chi tiết ở dưới. Ok, thì lúc này nó tô ở đây, nó chừa cái mắt, nó chừa cái mỏ ra. Thì như vậy là chúng ta có thể lưu nhiều vùng chọn rồi tải, xong rồi trừ bớt đi hay cộng thêm vào. Nhưng mà thao tác như thế rất mất thời giờ, tại vì là có mỗi một vùng chọn chúng ta lưu thì chúng ta lại phải vào đây và select và shape selection đó, rất mất thời giờ. Nhưng trong khi đó, nếu như mà chúng ta sử dụng cái đường path này thì các bạn chỉ việc vẽ ra đường path thôi. Đây, thao tác này, giữ control click, vậy là một path được tải thành vùng chọn. Giữ shift giữ control alt kích tiếp vào cái mắt, vậy là nó sẽ trừ bớt mắt đi. Control alt kích tiếp vào mỏ, nó sẽ trừ bớt cái mỏ đi. Đấy, thực ra là chúng ta đang làm cái thao tác là biến đổi một cái path thành vùng chọn. Thế nhưng mà khi mà path mới mà giao cắt với path cũ trong khi chúng ta nhấn alt thì nó sẽ tự trừ nhau đi. Thế thì rất là nhanh, rất trực quan, nhưng mà đồng thời chúng ta không phải làm cái thao tác là lưu các cái vùng chọn mà chúng ta vẽ xong path là mặc nhiên nó có rồi. Đấy, thì cái thao tác mà dùng path thì nó tiện hơn ít nhiều ở cái thao tác shape selection, nó là như thế. Thế mà bây giờ đây là cái phương pháp để mà chúng ta tạo ra những cái vùng chọn mà mang tính chính xác, mềm mại và nó dễ điều chỉnh. Thì cái thao tác
Survival là một trong những kỹ năng mà các bạn cần phải nắm cho nó tốt để sau này khi mà chúng ta cần làm việc với những cái vùng trọ mà nó tương đối phức tạp và đòi hỏi chính xác cao đấy, thì các bạn sẽ có được một công cụ tốt để các bạn tạo ra những cái vùng trọ theo yêu cầu như vậy.